Esau bán quyền trưởng nam cho Jacob. Esau đói bụng nên bán quyền trưởng nam để lấy một tô cháo. Isaac 40 tuổi khi cưới Rebecca. 20 năm trôi qua và Isaac luôn cầu nguyện với Chúa vì vợ ông không có con. Chúa đã đáp lời cầu xin của Isaac và Rebecca có thai. Bà thấy bụng mình chuyển động mạnh nên hỏi Chúa: "Tại sao con lại như thế này?" Chúa đáp: "Hai dân tộc ở trong bụng con, một dân sẽ mạnh hơn dân kia và đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé." Khi đến ngày sinh nở, bà Rebecca cho ra đời một cặp song sinh. Đứa ra trước đỏ hoe, mình đầy lông, nên được đặt tên là Esau. Đến lượt đứa thứ hai ra đời, tay nó nắm chặt gót chân Esau. Nó được đặt tên là Jacob. Vì là anh, Esau được quyền thừa tự mà Chúa đã hứa cho Abraham. Hai đứa cùng lớn lên. Esau trở thành thợ săn, thiện xạ và thích ở ngoài đồng. Còn Jacob thì thích ở lại trong lều. Isaac thích săn bắn nên thương Esau hơn, còn Rebecca thương Jacob hơn. Một hôm, Esau có một chuyến đi săn dài, còn Jacob ở nhà nấu cháo đậu. Lúc về nhà, Esau đói lả sau chuyến đi. "Mau lên cho anh ăn món cháo đậu đấy. Anh đang chết đói đây," nó xin Jacob. Jacob đáp: "Bán quyền trưởng nam cho em đã. Tao sắp chết đói đây này." Esau nói: "Quyền trưởng nam thì có đáng gì?" Jacob nói: "Anh phải thề là anh sẽ bán quyền trưởng nam cho em." Thế là nó thề bán quyền trưởng nam cho Jacob em nó. Jacob cho Esau bánh và cháo đậu. Nó ăn xuống xong rồi đứng dậy đi ra. Thế là Esau coi thường quyền trưởng nam. Nó không màng gì tới lời Thiên Chúa đã hứa sẽ làm cho dòng dõi nó thành một dân lớn, một dân sẽ cứu rỗi thế giới.